Vâng, hello, xin chào các bác nhá. Hôm nay thì em lên thanh lý cho các bác một con vang và một con lưng tiếng. Con vang thì của hãng HiMedia H8. Đây là một chiếc vang cơ lai số kèm theo là một con lưng tiếng Koda S3. Đấy, combo của bộ này là giá là 2 triệu tư. 2 triệu tư là giá một mức giá rất tốt, tại vì là đây là một sản phẩm thanh lý. Con vang cơ này có giá trên thị trường khoảng gần 3 triệu, và con lưng tiếng này thì giá trên thị trường đâu đó khoảng 1,5 triệu, là 4,5 triệu. Các bác khi mua sẽ rẻ hơn được khoảng tầm 2 triệu. Về chi tiết của sản phẩm thì con lưng tiếng này thì cũng còn nguyên tem, và con vang cơ này thì cũng còn nguyên tem nhá. Nó là hàng trưng bày đã qua sử dụng nhưng mà vẫn còn nguyên tất cả, từ những mặt nhôm này thì không có một chút xước nào. Hai là nó cũng đồng màu bạc rất là đẹp. Đấy, còn con này thì còn nguyên cả một lớp ni lông nhỏ này, về bóc ra là như mới luôn. Đấy, sản phẩm thì vẫn còn, bên em sẽ bảo hành cho các bác trong vòng 3 tháng. Đây, tem vẫn còn nguyên này, tem của nhà máy Microphone này, tem của nhà nhập khẩu vi Lago vẫn còn nguyên các bác nhé. Đấy, đầy đủ các lỗ rắc cắm, và đặc biệt là cái sản phẩm vang cơ lai số này thì nó can thiệp vào giải tần rất là sâu. Anh em mình có thể chỉnh có cả effect này. Đấy. Feedback này, exciter này. Rất là tuyệt vời luôn. Thực ra có con vang cơ này, lai số này thì không cần lưng tiếng đâu. Nhưng các bác mà vẫn muốn ghép lưng tiếng để căn chỉnh được súp thì lấy thêm con này thì mình sẽ chỉnh được súp ngoài. Còn một mình con vang cơ này thì nó đã rất là hay rồi. Đấy, bác nào có nhu cầu sử dụng cái vang cơ và lưng tiếng thanh lý thì mua trong video này nhá. Rồi, em xin chào và hẹn các bác ở những video tiếp theo.